Wow, đẹp quá. Cả bốn chiếc xô đều thả một bãi nhiệt. Xin chào các bạn. Hôm nay tiếp tục là màn bay huấn luyện của biên đội Su-30 trên bầu trời Hà Nội. Và đây là lần đầu tiên mình thấy cả biên đội 4 chiếc cùng thả một bãi nhiệt. Có thể nói đây là một khoảnh khắc rất ấn tượng, rất hiếm gặp. Và mình đã may mắn được chứng kiến trực tiếp. Và khi khói của đợt mồi bãi nhiệt đầu tiên chưa kịp tan thì biên đội Su thứ hai đã tiến vào. Biên đội này có thả mồi bãi nhiệt hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và tiếp tục là màn bắn mồi bãi nhiệt của cả 4 chiếc Su-30. Một màn trình diễn quá ấn tượng. Bây giờ mời các bạn cùng xem lại đợt thả mồi bãi nhiệt thứ hai. Các chiếc xô như chui vào mặt khói tạo ra bởi đợt mồi bãi nhiệt đầu tiên. Video này mình có thể truyền tải tới các bạn một phần hình ảnh và âm thanh của màn trình diễn. Tuy nhiên có một thứ mà mình không thể truyền tải tới các bạn, đó chính là mùi khói tạo ra bởi mồi bãi nhiệt. Điều đó chỉ có thể cảm nhận được khi trực tiếp chứng kiến màn trình diễn này. Tuy nhiên mình sẽ tua nhanh để các bạn có thể thấy màn khói tràn đến chỗ mình. Ôi. Đây là mặt khói do hai đợt khói bãi nhiệt tạo nên. Bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục chứng kiến màn trình diễn của biên đội hai chiếc Su-30 MK2. Màn khói vẫn chưa tan. Đây có lẽ là vòng lượt cuối cùng của màn bay huấn luyện hôm nay. Hai chiếc xô đang bật tăng lực và đã có thể nhìn thấy luồng lửa xanh từ ống xả của động cơ. Đây là lần đầu tiên mình thấy Su-30 bật chế độ đốt sau trên bầu trời Hà Nội. Hôm nay đúng là một màn trình diễn quá mãn nhãn. Xin cảm ơn các phi công Không quân Nhân dân Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.